19 năm, tôi toàn đi cầu xin, lạy lục, lang thang khắp các nẻo đường, rồi còn bị anh trai đuổi đánh, con cái tôi coi thường. Vì tôi đã thiếu trách nhiệm với bố mẹ và gia đình, bố mẹ chết mà tôi không về, vẫn cứ lang thang ở Bình Bác khất thực. Tôi nghĩ đó là việc làm duy nhất đầy ý nghĩa để báo hiếu cho bố mẹ tôi. Phật ơi, con đã ngộ rồi, thấy trong thanh tịnh là nơi quê nhà. Kính thưa quý vị, tôi tên là Vũ Thị Thanh, sinh năm 1946, cư ngụ tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đầu tiên, tôi xin sơ qua về bản thân. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thôn quê, nơi anh hùng Nguyễn Thị Chiên và 7 cô gái làng Nê. Lúc nhỏ đi học đã chứng kiến cảnh chiến tranh chống Pháp, lớn lên tuổi thanh niên làm đơn tình nguyện lên vùng cao ngành giao thông vận tải Yên Bái. Lại đúng vào thời điểm chiến tranh chống Mỹ, bao gian nan phong ba bão táp, đào hầm trong rừng, sơ tán trú ẩn, vừa học vừa làm. Chúng ném bom thả pháo sáng oanh tạc suốt ngày đêm không ngớt, nhắm những nơi trọng điểm, cơ quan lớn cầu cống đường sắt, nhằm cắt đứt mạch máu lưu thông, ảnh hưởng rất nhiều cho việc vận chuyển kéo pháo của các chiến sĩ bộ đội. Tôi là một chiến sĩ lao động gìn giữ mạch máu, quyết tâm cùng cơ quan không để bế tắc. Ngày tháng trôi đi nhanh, tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, cống hiến cho nhà nước 32 năm công tác đã xong. Kính thưa các quý vị, thời gian nghỉ hưu ở nhà, tôi tu tại gia và đi tìm đạo ở các chùa. Chùa nào tôi cũng đi, chùa nào tôi cũng thấy hòm công đức, lễ lạy, cầu xin, cầu an, cầu siêu, cúng sao giải hạn. Thế là đến mùng 1 và ngày rằm là tôi đến chùa sám hối và cúng dường tam bảo. Tôi không thấy các sư thầy nói dạy về giác ngộ, giải thoát. Rồi một hôm, tôi gặp một nhà sư đi khất thực. Được nhà sư này bày cho tôi về nhà ăn chay, giữ năm giới, niệm Phật, niệm chú rồi ngồi thiền, đọc các quyển kinh như kinh Lăng Già. Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Địa Tạng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Duy Ma Cực. Và phóng sinh, các nhà sư nói gì tôi cũng làm theo. Nhà sư thấy tôi ham tu nên nhà sư dẫn tôi về gặp hòa thượng hạ tóc cho tôi xuất gia. Tôi xuống tóc xuất gia ôm bát vào tháng 1 năm 1998, rồi ra đi khất thực, hành hạ khổ ép xác, chỉ có 3 y, 1 bát và 1 tấm bảo chui, không nhà, không cửa, từ thành thị đến nông thôn. Khắp hai miền Nam Bắc,
không thiếu nơi nào. Ăn một bữa ngọ trai, tôi gặp đâu ngủ đó, chủ yếu nằm vỉa hè. Tùy thuận đi tới đâu ngủ tới đó, quên thân vì đạo. Trong mưa giông bão táp, nắng cháy xém cả da, nhiều khi tôi còn bị ngất xỉu giữa đường. Tôi ngủ nơi nào ngoài vỉa hè gặp đạo hữu thì tôi hóa duyên. Tôi yêu quý dân, thường xuyên gặp đồng bào thiểu số, họ cũng biết tiếng Kinh. Tôi tiếp xúc hoàn cảnh, sống cuộc sống của họ trên núi và ở các khe suối. Tôi cùng chia sẻ với họ, mong sao họ hiểu được một chút về đạo Phật để họ vơi bớt đi cuộc sống khổ nghèo. Tôi ra đi cảnh thuận thì ít, mà cảnh nghịch thì nhiều. Kẻ thì đón ngõ, chặn đường hỏi giấy tờ. Người thì xúc phạm, đánh chửi, đập bát hành khất, theo dõi tôi. Nhiều lần tôi ngồi thiền đã nhịn ăn, chỉ uống nước lọc để thanh lọc cơ thể một thời gian 21 ngày và sau đó nhịn ăn một tuần là bình thường. Tôi cố gắng tu hành để tìm ra kiếp trước tôi là ai, kiếp này và kiếp sau như thế nào. Tôi ham muốn tu theo pháp môn tịnh độ để được về Tây Phương hưởng cảnh an nhàn sung sướng. 19 năm, tôi toàn đi cầu xin, lạy lục, lang thang khắp các nẻo đường, rồi còn bị anh trai đuổi đánh, con cái tôi coi thường. Vì tôi đã thiếu trách nhiệm với bố mẹ và gia đình, bố mẹ chết mà tôi không về, vẫn cứ lang thang ôm bình bát khất thực. Tôi nghĩ đó là việc làm duy nhất đầy ý nghĩa để báo hiếu cho bố mẹ tôi. Vì những đồng tiền khất thực, tôi mua ốc, mua cua, mua cá, mua chim để phóng sinh. Có một số nhà sư bảo tôi đừng đi khất thực, về quét chùa, trong chùa, chùa nuôi đến chết và lo cho hết. Đúng là tôi đi đó đây được là nhờ vào cái áo của Như Lai. Đầu trần chân đất mà họ lễ tôi. Nói về phẩm hạnh, tôi còn ngạo mạn cho mình tu cao. Mình là sư cô là hơn hết. Rồi tôi tự cho tôi là Bồ Tát. Tôi nghĩ mình tu luôn có chứng, có đắc, quán và tưởng nhiều cảnh. Rồi cuối cùng tôi cũng không hiểu được sau khi chết mình có vãng sanh lên cõi Tây Phương Cực Lạc được không. Hay chết mình đi về đâu tôi cũng không thể biết được. Tôi cũng không hiểu được chữ giác ngộ và giải thoát ra sao nữa. Tôi thấy mình tu nhiều, đi nhiều mà còn vô minh nhiều quá. Kính thưa các quý vị, năm 2016, bạn đời tôi mất, tôi ở nhà tu tại gia, xem trên mạng có chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến về đạo Phật. Rồi có duyên vào cuối năm 2017, người bạn đồng tu đưa cho tôi một đài và một quyển sách về Đức Vô Trần Nhân Tông. Tôi đọc một ngày một đêm rồi tôi gửi trả. Tôi nói chỉ có pháp môn khất thực là cao nhất, không pháp nào bằng. Rồi tuần sau bạn tôi mang lên vẫn như vậy, bảo tôi cứ đọc đi, một tuần khi nào không thích thì trả sau. Tôi cũng nghe và tôi thấy hay, có lực hút. Tôi nhờ bạn mua giúp bộ sách Thiền Tông của soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và biên soạn, của chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An. Sau một tuần thì cô Thu Thảo ở ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu gửi lên cho tôi một bộ sách Thiền Tông của soạn giả Nguyễn Nhân. Tôi đọc chưa xong 11 quyển sách của bác soạn giả Nguyễn Nhân thì tôi đã nhận ra được tất cả lời dạy chân thật của Đức Phật. Vậy là 19 năm tôi đi bao nhiêu chùa, rồi tôi đi ôm bát khất thực đều là tu trong năm pháp vật lý, còn nằm trong luân hồi.
nhờ có tập sách 11 quyển của sàn giả Nguyễn Nhân đã chỉ rõ giúp cho tôi biết được chân tướng sự thật của từng pháp môn. Tôi đã hiểu được Đức Phật dạy Đạo Phật chỉ có 6 pháp môn tu, không phải 84.000 pháp môn tu. 6 pháp môn tu gồm có: 1. Pháp môn tiểu thừa gọi là Nguyên Thủy, chuyên dụng công ngồi thiền, có 37 pháp quán và tưởng, thành tựu cao nhất thành thánh A-la-hán. Pháp môn trung thừa gọi là lý luận bát nhã, dành cho người lý luận, cũng gọi là triết lý Phật Thích Ca, thành tựu cao nhất thành giảng sư. Pháp môn đại thừa gọi là phát triển, dành cho người chuyên suy tư, nghĩ tưởng hữu dụng và tìm kiếm trong vật chất, thành tựu cao nhất thành kỹ sư đạo Phật. Pháp môn tịnh độ tông, định tâm bằng câu niệm Phật, chuyên niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà. Sau khi chết được vãng sinh lên nước Cực Lạc, hưởng phước sung sướng tột cùng. Pháp môn mật chú tông, định tâm bằng câu thần chú, làm thần y trị bệnh, thành tựu cao nhất sau khi chết được làm thần. Pháp môn thiền tông cũng gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, tu thiền tông kiến tánh thành Phật, thành tựu cao nhất là trở về Phật giới thành Phật. Tôi còn hiểu được con người có 6 thứ tánh: tánh Phật, tánh người, tánh tiên, tánh thần, tánh thánh, tánh ngạ quỷ. Trong trái đất này có một lớp đất tạo ra nhân quả. Tam giới quay theo điện từ âm dương tạo ra luân hồi. Cấu trúc hệ tam giới, tức hệ mặt trời. Trong một tam giới có 5 vòng hoàng đạo và có 45 hành tinh. Con người có thân là do tinh cha, noãn mẹ và điện từ âm dương cuốn hút. Vạn vật sinh ra ở trái đất này để phục vụ cho con người. Trái đất này hình thành do ban bệ trời tứ thiên vương. Trái đất này theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt. Tôi đã hiểu thêm được Phật giới là không gian bao la trùm khắp, có tánh Phật và kim thân Phật ở đó. Tu theo thiền tông hiểu công đức, giúp người khác hiểu biết giác ngộ, tùy mọi phương tiện tạo công đức, sau khi chết được giải thoát trở về Phật giới. Phước đức dương, ham muốn mãnh liệt tạo phước đức nhiều, cúng tiền xây chùa, sau khi chết được lên các cõi trời. Phước đức âm, tạo phước âm thật nhiều, sau khi chết được làm thần. Đức Thế Tôn ra đời vì đại sự nhân duyên, khai thị con người, ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật thành lập ra giáo đoàn, dạy con người đầu tiên tu năm pháp môn Phật lý có chứng có đắc. Sau 4 năm, cuối cùng sắp nhập Niết Bàn, Ngài mới dạy pháp môn thứ 6 là Thiền Tông. Bộ sách của Thiền Tông Sư soạn giả Nguyễn Nhân là pháp bảo cao quý, không tìm thấy bất cứ nơi nào, đã giúp cho tôi không còn mê tín, tin lầm, không còn phải mất thời gian đi cầu lạy, xin ai ban phước cho nữa. Rất may mắn tôi có duyên lành gặp được pháp môn Thiền Tông, hiểu được lời nói của soạn giả Nguyễn Nhân, nói rất rõ tu Thiền Tông là có gia đình, lo cho gia đình, có tổ quốc, lo cho tổ quốc, sống đúng nhân, nghĩa, lễ, trí tín, đã giúp tôi sống an vui với tuổi già bên gia đình và con cháu. Vậy mà trước kia tôi quá mê muội, mượn áo Như Lai đi khất thực lấy tiền của chúng sinh, nhận y áo của chúng sinh, ăn cơm của chúng sinh, mà còn bày cho chúng sinh mê muội. Cũng chỉ vì cái tham tưởng của tôi sâu dày, cố chấp cho mình là sư cô,
họ cúng tiền, họ lạy lục tôi còn cho mình là Bồ Tát. Tôi thật xấu hổ vì tôi mặc áo Như Lai, ăn cơm của đàn na cúng dường mà tôi lại không bày cho họ giác ngộ giải thoát. Nếu tôi không gặp được huyền ký của Đức Phật, được bác Sàng Giả Nguyễn Nhân công bố, không hiểu biết được lời cao quý của Đức Bổn Sư dạy, thì chắc tôi sẽ bị đọa làm đệ tử của Thánh rồi. Biết vậy, lập tức ngay một tháng tôi đọc quyển Sám Hối của Pháp Môn Thiền Tông để giảm bớt phần tội lỗi của tôi. Vì thời gian đó, sức khỏe của tôi đã bị thoái hóa 5 đốt xương sống. Khi tôi có niềm tin vào lời chân thật của Đức Phật dạy trong tập Huyền Ký Bí Mật Truyền Theo Dòng Thiền Tông, tôi cảm nhận tất cả đã mở toang sự thật khoa học và chân lý. Tôi hăng say quên ăn, quên ngủ, ngày đêm vượt lên với bệnh tật để tìm hiểu, học hỏi. Rồi đến năm 2018, tôi cũng được về chùa để truyền Bí Mật Thiền Tông. Và cũng là lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng cảnh chùa hiếm có trên thế gian này. Tôi ngưỡng mộ nhất cổng chùa ghi rõ ràng: tu theo pháp môn thiền tông cốt để thành Phật. Rồi xung quanh chùa khắc 36 vị tổ bí mật truyền theo dòng thiền tông, có hình ảnh và từng bài của mỗi tổ bằng đá hoa cương, có khắc phù điêu, phía trên là Đức Phật đang thọ ký cho Ngài Thích Ca. Trên nữa là thần Kim Cang bảo vệ pháp môn thiền tông. Trước cửa sân là tượng Phật nhập Niết Bàn. Và tiếp đó là nơi mà Phật và năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu lập tăng đoàn đầu tiên, có biểu tượng của đường trở về Phật giới. Kính thưa các quý vị, tập Huyền Ký của Đức Phật ra đời mà Thiền Tông Sư Soạn Giả Nguyễn Nhân đã công bố vào ngày 14 tháng 5 năm 2017 là dòng tuyệt mật, là báu vật của quốc gia mà cả thế giới không nơi nào có, mà tôi đã học và hiểu được toàn bộ chân lý, sự thật phơi bày, tỏa sáng tinh hoa cao quý đi đôi với khoa học thực tế. Tôi cũng đã hiểu được bốn câu của Đức Phật thắc mắc: ta từ đâu xuống trái đất này? Ta xuống đây để làm gì? Xuống đây rồi để tranh giành, chém giết lẫn nhau. Sau khi chết đi về đâu? Bốn câu thắc mắc trên khắc sâu trong tôi thấy được nguồn cội của con người. Và tôi đã hiểu rõ trái đất này có 6 loài sống chung: thần, người, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, thực vật. Mỗi loài có nhiệm vụ riêng của họ. Tôi xin có đôi lời tâm sự. 10.000 năm huyền ký ra đời, con người sinh ra được làm thân người cũng khó, gặp chánh pháp khó, gặp Phật còn khó hơn. Vậy những ai đã đến với Thiền Tông Tân Diệu rồi, hãy kiên định, gan dạ, làm chủ mình tiến bước. Xin đừng chê, đừng chửi, đừng phá, đừng cướp, hãy phất cao ngọn cờ vô sư trí, bách chiến, bách thắng. Ánh từ quang pháp bảo đã làm chấn động toàn cầu, cứu nhân loại sống hòa bình an vui. 40.000 Phật tử dù có bỏ mạng cũng đừng bỏ Thiền Tông Tân Diệu. Lời cuối cùng, tôi xin cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam
đã cho toàn dân được thực hiện luật tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Cảm ơn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn dân được tự do phát biểu. Cảm ơn Đức Thế Tôn đã để lại kho tàng pháp bảo vô giá. Cảm ơn 36 vị tổ. Cảm ơn Thiền Sư Ni Đức Thảo. Cảm ơn Thiền Tông Sư Nguyễn Nhân. Cảm ơn Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Vinh dự tự hào cho nước Việt Nam, huyền ký của Đức Phật Thích Ca là giáo chủ Ta Bà, vị toàn năng, toàn giác cho công bố tại nước rồng. Phước báu của nước Việt Nam ta thật lớn lao. Những ai đã biết học pháp môn Thiền Tông, trân quý là tài sản bảo châu của quốc gia, là kho tàng trí tuệ mà toàn thế giới, toàn cầu không đâu có. Một lần nữa, cảm ơn đảng và nhà nước các ngành, các cấp trung ương, đồng tâm hiệp lực, trí tuệ sáng suốt bảo vệ đất nước, hòa bình, tự do, tươi đẹp, hạnh phúc, an vui, giàu mạnh. Tôi có bài kệ xin gửi tặng các sư thầy, sư cô. Hỡi các thầy cô tăng ni con Phật, cứ đứng thẳng lên nhìn về phía trước, thấy những gì đã hiểu biết và chưa, điện từ quang đã tỏa sáng muôn nơi. Quãng đường dài đôi chân đi đã mỏi, hãy dừng thôi vững bước ta đi lên. Hãy tắm gội cho thân tâm trong sạch, hãy trao mình tri kiến trí vô sư và tỏa sáng đến với khắp môn phương. Như hàng triệu ngôi sao trời lấp lánh, điện từ quang soi đường ta bước tới, ta cảm thấy những điều huyền vi diệu. Luôn thức tỉnh đừng bao giờ mê nữa, hãy buông dần cúng lạy và cầu xin. Đừng quán tưởng mê tín tin lầm nữa, hãy vững bước ta đi về phía trước. Hiểu và hành đúng lời Đức Phật dạy, giác ngộ là gì, giải thoát về đâu, công đức là gì, về đâu đây Thầy, phước đức ra sao, thành tựu là gì. Hỡi các thầy cô đồng tu yêu quý, thuyền Bát Nhã chuyến chiều đợi khách, quý thân này ta có hạt kim cương, quãng đường dài đôi chân đi đã mỏi. Bao thăng trầm đã xóa tan phút chốc, hãy thanh tịnh rỗng lặng và hằng tri, hãy buông đi cảnh cầu xin thế tục, đừng để lỡ cơ hội 10.000 năm mới có. Nếu để lỡ thôi đành phải chịu khổ, cảnh thế gian là nơi tạm dừng chân, hãy hiểu đúng chữ buông trong thanh tịnh, về Phật giới vô sanh và bất diệt.